này thiện hiện thế nào gọi là pháp môn giải thoát vô tướng này thiện hiện nếu hành tướng diệt hành tướng tịch tịnh hành tướng viễn ly tâm một tánh cảnh thì này thiện hiện đó gọi là pháp môn giải thoát vô tướng này thiện hiện thế nào gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện này thiện hiện nếu hành tướng khổ hành tướng vô thường hành tướng điên đảo tâm một tánh cảnh thì này thiện hiện đó gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện này này thiện hiện, thế nào gọi là tám giải thoát? Này thiện hiện, quán các sắc có sắc, đó là giải thoát thứ nhất, quán các sắc ở ngoài. Trong không có tưởng sắc, đó là giải thoát thứ hai, tác chứng thân giải thoát thù thắng thanh tịnh, đó là giải thoát thứ ba, siêu vượt tất cả tưởng sắc diệt tưởng hữu đối chẳng tư duy các thứ tưởng nhập định không vô biên không vô biên xứ an trụ trọn vẹn đó là giải thoát thứ tư siêu vừa tất cả không vô biên xứ nhập định vô biên thức thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn đó là giải thoát thứ năm siêu vượt tất cả thức vô biên xứ nhập định vô thiểu sở hữu vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn đó là giải thoát thứ sáu siêu vượt tất cả vô sở hữu xứ nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn đó là giải thoát thứ bảy siêu vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập định tưởng thọ diệt An trụ trọn vẹn đó là giải thoát thứ 8. Này thiện hiện, đó gọi là tám giải thoát. Này thiện hiện, thế nào gọi là chín định thứ đệ. Này thiện hiện, đó là có một loại lìa dục, pháp ác bất thiện, có tầm, có từ, ly sanh hỉ lạc, an trụ trọn vẹn, sơ thiền. Đó là thứ nhất, lại có một loại tầm từ tịch tịnh trong tâm bình đẳng thanh tịnh, tánh chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỷ, lạc, an trụ trọn vẹn, đệ nhị thiền, đó là thứ hai. Lại có một loại lìa hỷ, trụ xả, tránh niệm, tránh chi, thân thọ an vui, chỉ có các bậc thánh thường nói nên xả, đầy đủ niệm lạc chú An trụ trọn vẹn, đệ tam thiền, đó là thứ ba. Lại có một loại đoạn lạc, đoạn khổ, mừng lo trước tan biến, chẳng khổ chẳng lạc, xả niệm thanh tị an trụ trọn vẹn đệ tứ thiền đó là thứ tư lại có một loại siêu vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối chẳng tư duy các loại tưởng, nhập định không vô biên, không vô biên xứ an trụ trọn vẹn, đó là thứ năm. Lại có một loại siêu vượt tất cả không vô biên xứ, nhập định vô biên thức, thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn, đó là thứ sáu lại có một loại siêu vượt tất cả thức vô biên xứ nhập định vô thiểu sở hữu vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn đó là thứ bảy lại có một loại siêu vượt tất cả vô sở hữu xứ nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn đó là thứ tám lại có một loại siêu vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập định tưởng thọ diệt an trụ trọn vẹn đó là thứ chín này thiện hiện đó là chín định thứ đại này thiện hiện những gì gọi là bốn trí thánh đế này thiện hiện khổ trí tập trí diệt trí đạo trí này thiện hiện đó là bốn trí thánh đế này thiện hiện những gì gọi là ba la mật đa này thiện hiện bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí ba la mật đa này thiện hiện đó gọi là ba la mật đa